Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình triển khai các dự án động lực trọng điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Dự án tuyến đường vành đai phía Tây thành phố đi qua địa bàn 5 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng hơn 1.400 hồ sơ, còn 171 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Đối với tuyến chính, công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và di dời mồ mả đến nay cơ bản hoàn thành, nhưng lại gặp vướng mắc trong việc giải tỏa hồ sơ đất ở do các khu tái định cư chưa có đất thực tế bố trí cho người dân. Nhiều đoạn tuy đã có mặt bằng sạch, nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công do gặp vướng về phương án kỹ thuật và ảnh hưởng bởi COVID-19. Tại dự án đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn có chiều dài tuyến 10 km do Ban Quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên làm đơn vị điều hành. Hiện nay, dự án đã giải tỏa được hơn 1.200 hồ sơ, còn 43 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, sau khi thông tuyến, huyện sẽ tiếp tục tập trung vận động, xử lý các vướng mắc đối với các hồ sơ còn lại tại tuyến chỉnh trang. Qua thực tế kiểm tra tại các dự án động lực trọng điểm trên địa bàn huyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong việc phối hợp giữa địa phương và ban quản lý dự án để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp, giải phóng mặt bằng, tìm phương án thi công phù hợp, đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa và có phương án thoát lũ tại các công trình tuyến đường trọng điểm. Tôi đề nghị là cái việc thi công đến đâu là phải gọn đến đấy và phải phục vụ cho dân sinh, và những chỗ có mặt bằng thì phải có cái phương án thi công xong trước mùa mưa. Bây giờ công chí phải tiến hành, đặc biệt là nhà thầu nhé, và huyện phải tiến hành rà soát và có phương án thoát lũ ở các cái tuyến đường này ngay. Đến kiểm tra chốt kiểm soát COVID-19 tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao nỗ lực của tổ COVID-19 cộng đồng tại đây trong việc giám sát thực hiện các quy định phòng chống dịch của thành phố, đồng thời động viên các thành viên trong tổ công tác tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Tại tổ giám sát F1 cách ly tại nhà ở khu vực xóm An Tân, thôn Dương Lâm 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương các thành viên tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là mô hình mới của thành phố trong phòng chống dịch, góp phần giảm tải áp lực cho cách ly tập trung. Vì vậy, tổ công tác vừa làm vừa chủ động đề xuất các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng liên quan để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống. Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương huyện Hòa Vang đã có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo trong công tác phòng chống dịch, nhất là phát huy vai trò của các cá nhân ở cơ sở. Đồng thời, lưu ý trong lúc dịch bệnh phức tạp, huyện cần linh hoạt, chủ động các biện pháp kịp thời ứng phó, phát huy tốt hơn nữa các lực lượng cơ sở và vận động người dân chấp hành tốt quy định về phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, huyện Hòa Vang phải trở thành vùng xanh, hậu cứ xanh cho thành phố trong phòng chống COVID-19. Hòa Vang phải quyết tâm xây dựng từng thôn, từng xã để trở thành cái vùng xanh, và cả huyện Hòa Vang phải trở thành hậu cứ xanh cho thành phố Đà Nẵng này. Tôi nói như thế để các ông chí phải có một cái quyết tâm hơn nữa trong cái công tác phòng chống dịch để tạo ra những cái vùng xanh ở Hòa Vang đúng nghĩa để trở thành cái hậu cứ cho thành phố. Thì tôi xin nhấn mạnh như vậy, và tôi biết rằng cái điều này cũng không đơn giản, nhưng tôi tin là các ông chí sẽ làm được cái việc này. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã khen thưởng bà Thi Thị Lệ Huệ, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.